Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài ngoại tình cùng bạn diễn của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người nghĩ sao về một người phụ nữ ngoại tình và nguyên nhân nào khiến một người phụ nữ có gia đình rồi lại đi ngoại tình? Lý do là người chồng quá vô tâm và không biết cách yêu thương chăm sóc vợ, hay là do nhu cầu sinh lý của người vợ quá cao, dẫn tới việc người vợ đã đi ra ngoài để tìm kiếm một người đàn ông khác? Và vấn đề ngoại tình luôn là chủ đề nóng của xã hội hiện nay và càng ngày càng tăng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có thể tôi kể ra mọi người sẽ thấy khó tin, nhưng tôi xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện thật của cuộc đời mình. Và tôi nghĩ rằng ngoài xã hội còn có nhiều người giống như tôi, chỉ là họ có thể kìm nén được bản thân mình hay là không thôi. Tôi tên Quỳnh, tôi là bác sĩ thai sản. Năm nay tôi 28 tuổi, và tôi đã mở phòng khám siêu âm để phục vụ mọi người. Và phòng khám của tôi rất đông và công việc của tôi rất thuận lợi. Tôi tự hào mình là một người phụ nữ đẹp và quyến rũ, và tôi đang ở ngưỡng cửa thành công. Chồng tôi tên Hiếu, anh là diễn viên, người mẫu khá nổi tiếng. Ai cũng nói số tôi may mắn, vừa thành công trong công việc, vừa có một người chồng đẹp trai lại rất nổi tiếng như vậy. Nhìn vẻ bề ngoài hạnh phúc viên mãn là thế, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi lại mang một nỗi buồn sâu lắng. Và nỗi buồn ấy rất khó nói, đó là tôi không được thỏa mãn và tôi không cảm nhận được một chút gì gọi là hạnh phúc về cuộc sống hôn nhân của mình cả. Mọi người chắc đang nghĩ tôi là một người vợ dâm đãng và có nhu cầu sinh lý cao, đúng không ạ? Nhưng mọi người hãy nghe tôi nói và thử đặt mình vào vị trí của tôi một lần để hiểu và thông cảm cho tôi nhé. Chồng tôi, anh bận lắm và anh đi vắng thường xuyên. Anh đi đóng phim, có khi mấy tháng anh mới về. Rồi anh về sau mấy tháng xa nhà được 2-3 hôm, rồi anh lại nhanh chóng đi quay lịch trình mới. Tôi và anh mang tiếng là vợ chồng trẻ, mà thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít. Tôi buồn lòng lắm, nhưng do tính chất công việc của chồng tôi như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao. Anh cứ bận công việc suốt ngày, để một mình tôi ở nhà với mẹ anh ấy. Cuộc sống xa chồng cộng thêm những áp lực về mẹ chồng nàng dâu khiến cho cuộc hôn nhân của tôi càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Mẹ chồng tôi tên Hồng, bà 55 tuổi, và tính bà thì vô cùng cổ hủ và lạc hậu. Sống giữa cái thời đại 4.0 này mà bà vẫn giữ nguyên tắc cổ hủ như thời các cụ các kỵ ngày xưa, là con gái con lứa phải ăn mặc kín cổng cao tường, kể cả khi ở nhà chỉ có hai mẹ con thật đấy. Nhưng tôi không được phép mặc quần đùi, mặc quần dài qua đầu gối là tiêu chuẩn của mẹ chồng tôi đặt ra. Ban ngày đi làm bận bịu với công việc thì không sao, nhưng cứ đêm về là lòng tôi lại cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi khao khát được nằm trong vòng tay của chồng, nhưng không thể vì chồng tôi quá bận. Chiều nay khi tôi đang ngồi làm việc thì chồng tôi gọi điện cho tôi và nói rằng tối nay anh về và thời gian tới anh ở nhà với tôi thì lịch trình quay phim của anh ở gần nhà. Tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chiều tôi về sớm để đi chợ mua những món anh thích về để nấu cho anh ăn. Thấy tôi mang nhiều đồ về, mẹ chồng tôi hỏi tôi: "Cô mua nhiều đồ thế? Có hai mẹ con mà cô mua nhiều vậy ăn hết được à?" "Mẹ ơi, nay chồng con về mà mẹ. Thế chồng con không gọi cho mẹ à?" "Không thấy gọi. Cái thằng này lấy vợ là chỉ biết vợ thôi, có thấy nói gì với mẹ đâu, chán thế." "Dạ không phải đâu mẹ, chắc chồng con bận mẹ ạ." Mẹ chồng tôi thở dài rồi đi lên nhà. Mẹ chồng tôi thường xuyên ghen tị với tôi, nhưng tôi đều cho qua hết. Vì tôi nghĩ bà ở có một mình, bố chồng tôi mất lâu rồi nên bà chỉ có mình chồng tôi là con. Giờ có con dâu tình cảm phải san sẻ nên đôi lúc bà hay buồn và tủi thân.
nên tôi biết ý lắm, có bao giờ tôi tỉnh tứ với chồng trước mặt mẹ chồng đâu. Tôi biết điều và thương mẹ chồng như thế, nhưng bà lại không hiểu cho tôi. Chồng tôi đi vắng, ở nhà bà cứ để ý và soi mói tôi suốt ngày. Chuyện nhỏ nhặt không đáng bà cũng gọi điện mách với chồng tôi, mà anh thì đứng ở giữa, một bên là mẹ, một bên là vợ, nên chồng tôi cũng khó xử lắm. Lại thêm việc tôi muộn con, nên bà lại càng tìm cớ để nói tôi nhiều hơn. Tôi đi khám đều đặn và sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, mà chồng tôi đi suốt những ngày dễ thụ thai thì anh lại không có nhà, thì tôi biết phải làm sao. Tôi muốn anh đi khám cùng tôi để xem anh có bị trục trặc vấn đề gì không, thì mẹ chồng tôi chửi tôi rằng: cô hỏng thôi, chứ con trai tôi không bao giờ hỏng nhé. Cô mà không đẻ được, tôi lấy vợ khác cho con trai tôi. Bà mặc định là tôi là người có vấn đề, tất cả mọi chuyện bà cứ đổ lỗi hết lên đầu tôi như vậy đấy. Tối hôm đó chồng tôi về, anh đi vào hôn má tôi chụt một cái. Vợ yêu, chồng về rồi đây. Dạ, chồng có mệt không ạ? Có, nay chồng đi quay cả ngày nên cái lưng muốn gãy luôn vợ ạ. Dạ, vậy lát em massage cho nhé. Tuyệt vời. Anh lên tầng gọi mẹ đi, mẹ mong anh lắm đấy. Ừ, anh biết rồi. Đấy, tôi luôn suy nghĩ thấu đáo từng việc nhỏ nhất để mẹ chồng tôi biết rằng đối với con trai thì bà luôn là người quan trọng nhất. Tôi vẫn luôn bảo chồng tôi là anh đi làm việc ở xa thì anh phải thường xuyên gọi điện về cho mẹ và cho vợ, để mẹ và vợ ở nhà đỡ mong. Thế nhưng tính anh vốn vô tâm nên mỗi tuần anh chỉ gọi về có một lần, nhiều lắm thì được hai lần là chấm hết. Cả nhà tôi ăn tối xong và ngồi nói chuyện ở phòng khách tới 10 giờ thì tôi đi về phòng ngủ trước, còn chồng tôi vẫn ngồi nói chuyện với mẹ chồng tôi ở ngoài. Vừa thấy con dâu đi lên phòng ngủ, bà Hồng liền nói xấu con dâu với con trai. Hiếu ơi, mẹ bảo này. Mẹ bảo gì con ạ? Con Quỳnh dạo này nó bị làm sao ấy con ạ? Càng ngày càng đĩ con ạ. Sao mẹ lại nói vợ con vậy chứ? Thì dạo này nó đi làm mà trải chuốt lắm, phấn son các kiểu, ăn mặc thì sành điệu. Chồng thì vắng nhà, đẹp để thằng khác ngắm à? Mặt Hiếu có chút thay đổi. Vậy ạ? Ừ, trông nó đĩ lắm, không giống lúc nó mới về đâu con ạ. Chắc không có gì đâu mẹ ạ, mẹ nghĩ hơi nhiều rồi đấy ạ. Bà Hồng bĩu môi nói. Con cứ chủ quan đi, rồi nó cắm sừng cho, lúc đó mới sáng mắt ra. Thôi mẹ ạ, vợ con nó làm bà chủ rồi, nó cũng phải ăn mặc đẹp đẹp một chút chứ. Mẹ cũng đừng để ý vợ con nhiều quá, để nó thoải mái một chút ạ. Bà Hồng quay qua giận dỗi con trai. Mẹ cũng vì lo cho con thôi. Nếu con đã nói như vậy rồi thì từ nay về sau mẹ sẽ không nói gì nữa, thế cho vừa lòng con. Mẹ à, ý con không phải vậy đâu. Mẹ đừng giận con nhé. Con có quà tặng mẹ đây ạ. Hiếu lấy ra hộp quà nhỏ rồi đưa cho bà Hồng. Bà nhận quà và hết giận dỗi ngay. Tôi nằm trong phòng chờ chồng gần tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy chồng tôi vào. Tôi nhớ chồng nên cứ nằm đợi anh mãi. Tới khi chồng tôi vào, tôi nằm sẵn trên giường đợi. Thế nhưng anh ấy không hề vồ vập ôm ấp vợ, mà anh ấy rất bình thản nằm cạnh và ôm tôi ngủ. Anh ấy nhắm mắt chưa đầy 5 phút là đã ngáy rồi. Tôi không thể ngủ được, tôi ôm chồng và rúc vào ngực chồng tôi, cố ý va chạm mạnh vào người anh ấy để anh ấy tỉnh giấc, nhưng anh ấy vẫn cứ ngủ ngon lành và chẳng màng tới vợ. Tiếng ngáy càng lúc càng to dần, và thế là cả đêm vợ chồng tôi không làm gì cả. Sau 3 tháng xa nhau mà vợ chồng tôi chỉ ôm nhau ngủ thôi mọi người ạ. Vì quá nhớ chồng nên tôi đã lần mò rồi sờ tay vào cái đó của chồng, thì chồng tôi tỉnh giấc. Anh mở mắt ra nhìn tôi, rồi anh dậy đi vệ sinh và không hề để ý tới tôi. Tôi nằm đó vật vã không thể chịu nổi. Tôi thèm tình dục suốt 3 tháng nay, vậy mà anh lại thờ ơ với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh đi vệ sinh xong, anh đi vào, anh trèo lên giường và ngủ tiếp. Cho tới ngày hôm sau, anh và tôi có làm chuyện đó, nhưng anh rất qua loa, chưa ra tới chợ đã hết tiền, khiến tôi không thể lên đỉnh nổi. Cơn đói cứ giày vò cơ thể khiến tôi chằn trọc cả đêm, không ngủ được. Tới ngày thứ 3 thì tôi hoàn toàn mất hứng, khi tôi vô tình thấy chồng tôi có tin nhắn tới.
Tôi liền mở ra đọc trộm và phát hiện chồng tôi đang nhắn tin qua lại với bạn diễn của mình. Cô ấy là nữ diễn viên Quỳnh Hoa và là bạn diễn của chồng tôi. Hai người đang đóng chung ở bộ phim mới. Trên phim chồng tôi và cô ấy đóng vai chính và họ yêu nhau rất đắm say. Mặc dù chỉ là tin nhắn hỏi thăm nhau thôi, nhưng đã khiến cho tôi đau khổ. Tôi ghen tị với cô gái đó vô cùng. Hết 3 ngày nghỉ ngơi, chồng tôi lại bắt đầu đi quay phim và chính Quỳnh Hoa là người lái xe tới đón chồng tôi đi. Tôi đứng ở trên ban công nhìn xuống và thấy chồng mình lên xe của một người phụ nữ khác. Tôi đau khổ và thất vọng vô cùng. Tôi bắt đầu có suy nghĩ chồng tôi có người khác nên mới lạnh lùng thờ ơ với vợ như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Từ khi biết chồng tôi nhắn tin qua lại với Quỳnh Hoa, tôi vô cùng khó chịu. Tôi lo lắng bất an vô cùng. Cả ngày tôi chỉ nghĩ về chuyện đó và không thể bình yên được. Hết giờ làm, tôi liền lái xe tới nơi chồng tôi đang quay phim. Thời gian này anh đang quay ở gần nhà tôi, nên tôi lái xe nửa tiếng là tới trường quay của anh. Nhìn từ xa, tôi thấy chồng mình đang đóng cảnh hôn với Quỳnh Hoa. Hai người đó hôn nhau say đắm. Đó là một cảnh phim thôi, nhưng nó đã giết chết tôi rồi. Tôi rơi nước mắt và nhớ lại, lâu lắm rồi tôi và chồng chưa hôn nhau cuồng nhiệt như thế. Vì không thể chịu đựng được nữa, tôi vội vàng lái xe về nhà. Tối hôm đó chồng tôi về rất muộn, cả hai chúng tôi đều mệt mỏi, nên mỗi người quay một góc và không ai nói chuyện với ai. Sáng chủ nhật sau khi ăn sáng xong, chồng tôi lại đi quay phim tiếp. Mẹ chồng tôi thấy chồng tôi vất vả, bà thở dài. Thằng Hiếu vất vả quá, đi quay phim suốt ngày suốt đêm như vậy, ốm thì phải làm sao? Tôi buột miệng nói ra. Anh ấy đi quay phim vui lắm mẹ ạ. Ở trường quay có động lực để anh ấy làm việc hiệu quả, nên mẹ không cần phải lo đâu ạ. Cô nói thế là có ý gì hả? Con nghĩ mẹ nên hỏi chồng con câu đó thì hay hơn đấy ạ. Này, cô lại bắt đầu nói xiên nói xỏ con trai tôi đấy à? Hay là cô ghen tị với nó nên cô mới tỏ thái độ như vậy? Sao mẹ lại nói thế? Con ghen tị gì với anh ấy chứ? Mỗi người một công việc mà. Thôi đi, cô đừng tưởng tôi không biết gì nhé. Cô ghen tị với nó vì cô không kiếm được nhiều tiền như nó. Cô không được nổi tiếng như nó chứ gì. Mẹ à, con hài lòng với công việc của mình nên mẹ đừng nói con thế nữa. Mẹ chồng tôi bĩu môi khinh thường tôi. Cô có cái phòng khám bé tẹo, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền mà oai. Con trai tôi đóng một bộ phim nó kiếm tiền tỷ đấy, loại như cô xách xếp cho nó không kịp. Nghe những lời nói coi thường của mẹ chồng tôi điên quá mới cãi lại. Mẹ nói chồng con giỏi, chồng con kiếm nhiều tiền, nhưng chồng con kiếm tiền mang về cho mẹ tống vào két cất đi, chứ chồng con có nuôi con được ngày nào đâu hả mẹ? Còn tiền con mua thức ăn hàng ngày, tiền điện, tiền ga, tiền sắm sửa cho cái gia đình này là tiền của con đấy, là tiền từ cái phòng khám bé tẹo của con đấy mẹ ạ. Thế là mẹ chồng tôi bù lu bù loa lên luôn. À, thế hóa ra là cô đang tính toán từng đồng tiền ăn với mẹ chồng cô đúng không? Ôi giời ơi, làng nước ơi, có đời thủa nhà ai? Con dâu tính toán chi ly từng đồng tiền ăn với mẹ chồng như vậy không hả? Con đang nói chuyện thế chứ, con không tính toán tiền ăn với mẹ. Sao mẹ cứ nói quá lên thế ạ? Cô cứ mở mồm ra là nói cái giọng vừa đấm vừa xoa thế. Cô lừa được con trai tôi, chứ cô không bao giờ lừa được tôi đâu. Tôi sẽ gọi điện và nói cho nó biết bộ mặt thật của cô, đổ gian xảo. Vâng, con gian xảo. Mẹ muốn nói gì với chồng con thì mẹ cứ nói đi, con không quan tâm đâu. Thế là mẹ chồng tôi lấy điện thoại ra và gọi điện cho chồng tôi ngay lúc đó. Tôi quá mệt mỏi chuyện vợ chồng lạnh nhạt với nhau, rồi nay lại thêm mẹ chồng tôi đặt điều cho tôi nữa. Tôi không muốn Thanh Minh giải thích thêm điều gì nữa, nên tôi kệ bà muốn nói gì thì nói. Mẹ chồng tôi đi ra ngoài sân và bắt đầu kể tội tôi với chồng tôi. Tôi ngồi ở phòng khách, nghe loáng thoáng câu được câu không. Con ơi con, về mà xem vợ con nó tính toán với mẹ từng đồng tiền ăn đấy con ạ. Mẹ chỉ có mình con là con trai thôi, mà vợ con nó như thế thì mẹ phải làm sao? Mẹ già rồi, mẹ lẩm cẩm rồi, có gì không phải các con thông cảm cho mẹ được không? Hay là mẹ ăn riêng nhé, mẹ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng con đâu. Chứ bây giờ vợ con nó tính toán với mẹ từng ngàn lẻ như thế, mẹ nghĩ mẹ tủi thân lắm. Ông Đình ơi, ông ở dưới đó, ông có thấu lòng tôi không?
Ông Thấu thì ông về mang tôi đi theo với. Chứ bây giờ các con nó hắt hủi thì tôi sống sao nổi. Ông ơi là ông. Sau một hồi khóc lóc kể tội con dâu với con trai thì mẹ chồng tôi đã ngừng lại. Bà lau nước mắt và thản nhiên như không có chuyện gì. Sao trên đời này lại có người diễn giỏi như thế? Đáng sợ thật đấy. Ngay sau đó tôi nhận được cuộc gọi của chồng tôi. Tôi biết ngay là anh gọi để trách tôi vì những lời mẹ chồng tôi kể dễ gây hiểu lầm như vậy, mà tôi thở dài rồi bắt máy. Dạ, em nghe. Ngay lập tức chồng tôi mắng tôi xối xả. Em sống kiểu gì thế Hảo Quỳnh? Anh chỉ còn mẹ thôi, bố anh mất rồi, em phải thương mẹ anh chứ. Mẹ có tuổi rồi, em hắt hủi mẹ thì mẹ biết nương tựa vào ai hả em? Em không hề hắt hủi mẹ, sao anh lại nói em như vậy chứ? Anh không ở nhà nhưng em làm việc gì anh đều biết cả đấy Quỳnh ạ. Em đã là vợ anh thì em phải thương mẹ anh. Còn nếu em không thể làm được điều đó thì chúng ta cứ suy nghĩ, rồi đường ai nấy đi Quỳnh ạ. Những câu nói của chồng tôi như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh và tỉnh mộng về cuộc hôn nhân của mình. Phải chăng tôi đã chọn nhầm người rồi? Mặc dù bị chồng mắng xối xả nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nói. Anh đang hiểu lầm em đó. Em chưa bao giờ tính toán hay hắt hủi mẹ gì cả. Anh đừng nghe từ một phía mà hãy nhìn nhận mọi chuyện bằng mắt của mình anh ạ. Thôi đi, anh không muốn nói nhiều về em đâu. Anh bận lắm. Anh chỉ nhắc lại cho em nhớ rằng không có vợ này thì lấy vợ khác, nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi. Em đã hiểu chưa? Anh nói vậy thì em chịu thua rồi, anh Hiếu ạ. Chồng tôi lạnh lùng tắt máy. Tôi thở dài và ngồi lặng yên suy nghĩ. Từ ngày tôi lấy anh đến bây giờ, anh ấy luôn đứng về phía mẹ anh ấy. Mặc dù chưa rõ đúng sai, nhưng đối với anh thì những lời mẹ anh nói luôn đúng cả. Tôi thấy thất vọng nhiều quá. Đúng là một phút bồng bột không suy nghĩ kỹ, để bây giờ tôi phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng tôi và mẹ chồng tôi như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho chồng. Anh thật sự muốn ly hôn à? Chồng tôi không cần suy nghĩ mà nhắn tin lại ngay. Tùy em. Tôi đọc tin nhắn mà lòng chua xót. Tôi không khóc nhưng cũng không thể cười gượng. Tôi thấy bế tắc thật sự. Tôi chán đời và đi lên phòng thay đồ. Tôi mặc chiếc váy body gợi cảm, trang điểm thật đẹp và đi ra khỏi nhà. Tôi tới một quán rượu sang trọng và gọi chai rượu ngon rồi ngồi nhâm nhi một mình. Qua tí men vào tôi lại càng thấy buồn cho số phận của mình hơn. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, những người tới đây uống rượu đều là những người giàu có và đa phần là đàn ông, trẻ có, già có. Ngồi một lúc khi tôi đã ngà ngà say thì có một thanh niên trẻ tới ngồi cạnh tôi và nói: Chào em ngồi uống một mình có buồn không? Tôi quay lại nhìn anh ta, thấy anh ta cũng cao ráo đẹp trai đấy. Tôi mỉm cười rồi trả lời: Cũng hơi buồn đấy. Vậy anh ngồi cùng em nhé. Được thôi. Sau đó tôi và anh ta ngồi uống rượu cùng nhau. Tôi đang cần một bạn rượu nên tôi không quan tâm anh ta tên gì và ở đâu, và tôi cũng không nói cho anh ta biết tên mình làm gì cả. Anh ta chợt nói nhỏ vào tai tôi: Em có muốn tình một đêm không? Tôi nhìn anh ta một lượt từ đầu tới chân rồi nghĩ: Bao lâu rồi mình chưa được thăng hoa chuyện ấy nhỉ? Cũng lâu lắm rồi đấy. Hay là mình cứ thử tìm tình một đêm để lấp đầy sự cô đơn trống trải trong lòng mình bấy lâu nay nhỉ? Tôi gật đầu nói: Cũng được đấy. Anh ta ghé vào tai tôi và nói: Vậy mình đi luôn nhé baby. Dù là tình một đêm thật đấy, nhưng tôi muốn mọi thứ phải luôn rõ ràng và quan trọng là không ràng buộc. Nên tôi và anh ta đã thỏa thuận trước với nhau là sau đêm nay chúng tôi sẽ coi như không quen biết nhau nữa. Anh ta đồng ý và lái xe chở tôi vào khách sạn. Thế nhưng người đàn ông tình một đêm này lại làm tôi thất vọng. Anh ta không có màn dạo đầu cũng không hôn tôi, nên tôi không có cảm xúc. Rồi lại cái kiểu chưa đi tới chợ đã hết tiền, nên tôi không thấy thỏa mãn và cảm thấy thất vọng. Tôi thấy anh ta thật vô vị và chẳng có chút ấn tượng nào về anh ta cả. Lúc này tôi đã tỉnh rượu và tôi thấy rất ân hận về việc làm sai trái của mình. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng và tôi tự hứa sẽ không tái phạm nữa. Tôi trả tiền khách sạn và nhanh chóng trở về nhà để làm đúng bổn phận của mình. Hóa ra đàn ông trên thế gian này
đều tẻ nhạt giống nhau cả. Tôi tự hứa với bản thân là từ bây giờ tôi sẽ an phận bên chồng tôi và không bao giờ tơ tưởng tới người đàn ông khác nữa. Tôi đã chủ động làm lành với chồng tôi bằng cách tôi mua hoa quả và nước ép trái cây rồi mang tới tận trường quay cho chồng tôi và ekip làm phim ăn. Cái số của tôi nó bị làm sao ấy. Cứ lần nào tới trường quay thăm chồng là tôi lại gặp cảnh chồng tôi đang đóng cảnh tình cảm với diễn viên nữ. Lần này là cảnh quay trong nhà tắm. Chồng tôi mặc quần xịp và cởi trần, còn diễn viên nữ tên Hoa kia thì mặc bikini nóng bỏng mắt người nhìn. Trời ơi, cơn ghen trong tôi lại trào dâng lên, khiến toàn thân tôi nóng bừng bừng. Tôi đã phải lấy hết can đảm để không nổi khủng lên. Tôi đã phải đếm từ 1 tới 100 để lấy lại bình tĩnh đó. Cuối cùng thì cơn ghen của tôi đã hạ nhiệt. Tôi cố gắng cười vui vẻ và đi ra chỗ chồng tôi và nhẹ nhàng nói: "Anh yêu, có mệt không ạ?" Chồng tôi nói cái giọng rất vô tâm: "Anh không mệt, thế em tới đây làm gì?" "Dạ, em tới thăm anh. Em mua đồ cho anh và mọi người cùng ăn nhé." "Vẽ chuyện." Câu nói vô tâm của chồng khiến nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Chồng tôi khiến tôi bị quê trước mặt cả ekip luôn. Nhưng may mắn có chị biên kịch, chị ấy liền nói: "Hiếu nói gì kỳ vậy? Vợ em quan tâm em thế mà. Em nói giọng kỳ cục thế hả?" Hiếu im lặng không nói gì. Chị biên kịch lấy hoa quả đưa cho mọi người cùng ăn. Rồi chị lại nói chuyện với tôi: "Chị thay mặt tất cả mọi người cảm ơn em nhiều nhé. Em gái đẹp người đẹp nết thế. Em cũng đừng để bụng lời chồng em nói nhé. Cái thằng tính thô thiển vậy thôi, nhưng cái tâm nó tốt em nhỉ." "Dạ vâng, chị nói đúng ạ." "Em rảnh thì ở đây chơi một lát nữa. Quay xong rồi em đi cùng mọi người ăn cho vui nhé." "Dạ thôi, em ngại lắm ạ." "Ngại gì chứ, có chồng em bên cạnh rồi còn ngại gì nữa." "Dạ vâng ạ." "Ờ, thế em ngồi chơi nhé, rồi lát chị em mình nói chuyện sau nhé." "Vâng chị làm việc đi ạ." Mọi người trong ekip làm phim ai cũng vui vẻ hòa đồng với tôi. Chỉ có Hiếu và Hoa lại không vui. Vì sự có mặt của tôi mà Hoa lúng túng và có cảnh Hoa phải quay đi quay lại 10 lần mới đạt. Hiếu chồng tôi thì mặt cứ xị ra. Có vợ ngồi đó nhưng anh cũng không ra ngồi cùng vợ. Hết cảnh quay anh ngồi lướt điện thoại và chẳng để ý gì tới tôi cả. Thế nhưng tôi vẫn lì mặt ngồi đó, mục đích để cho kẻ thứ ba kia biết là Hiếu đã có vợ rồi. Thế nhưng Hoa vẫn vênh mặt lắm. Cô ta còn thản nhiên khoác tay chồng tôi khi mọi người chuẩn bị đi ăn liên hoan. Ngay lập tức tôi lại đẩy Hoa ra rồi tôi khoác tay chồng tôi: "Anh yêu, xe của mình ở đằng kia ạ." Thấy tôi kéo tay chồng tôi đi, Hoa liền nói: "Anh Hiếu, anh lái xe chở em đi mà, anh quên à?" Hiếu quay lại và nói: "À, anh quên mất." Sau đó Hiếu bảo tôi: "Em tự lái xe đi nhé, anh còn chở Hoa nữa." "Anh à, em là vợ anh mà, anh phải chở vợ của mình chứ. Sẽ có người khác chở Hoa, anh đừng có lo." "Em tự lái xe đi, anh đi với Hoa rồi." Hoa liền đưa chìa khóa xe cho chồng tôi: "Chìa khóa đây ạ." Chồng tôi vui vẻ cầm chìa khóa rồi đi lấy xe. Anh bỏ mặc tôi đứng chơ chơ ở đó. Hoa cười đắc ý, cô ta chẹp miệng rồi nói: "Chồng chị không thích đi xe với chị đâu, nên tôi nghĩ chị nên đi về nhà đi. Đừng đi theo bọn tôi làm gì, kẻo mang nhục vào người đấy." Tôi ức lắm, nhưng ở đây đông người tôi không thể làm mất mặt chồng tôi được. Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Hoa: "Cô đừng có chơi chẽn quá, Hiếu là người đã có vợ nên cô bớt bớt lại đi." "Chị đang sợ mất chồng đấy à? Nếu chị không tự tin thì hãy ly hôn đi. Anh Hiếu cũng đâu còn tình cảm với chị nữa đâu, nên chị cố níu giữ anh ấy làm gì. Tôi nói cho chị biết bí mật này nhé, tôi và anh Hiếu đang yêu nhau đấy." Tôi uất ức nói: "Cô phá hạnh phúc gia đình người khác mà cô thấy vẻ vang tự hào như vậy sao?" "Đúng, tôi thấy vẻ vang lắm." "Tôi cảnh cáo cô hãy tránh xa chồng tôi ra, nếu không cô sẽ phải trả giá đắt đấy." "Chị nghĩ tôi sợ chị sao? Chị là cái thá gì để tôi phải sợ chứ?" "Tôi sẽ khiến cô không ngóc đầu lên nổi đâu, và đó là cái giá của việc cướp chồng người khác đấy. Cô hãy nhớ những lời tôi nói đi." Hoa vênh mặt lên và thách thức tôi: "Chị đang dọa tôi đấy à? Tôi không bao giờ sợ đâu, vì chị chỉ là một người thất bại mà thôi. Chị chống mắt lên mà xem đi. Tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô. Tại sao một diễn viên nổi tiếng như cô
lại trơ trẽn đi cướp chồng người khác như vậy được nhỉ? Vậy nên chị hãy ly hôn đi. Không bao giờ có chuyện đó. Để tôi xem cô ở ngoài luồng được bao nhiêu lâu. Yên tâm đi, tôi sẽ khiến chị phải rời bỏ chồng chị thôi. Cô tự tin quá nhỉ? Cô dùng cách gì để tôi rời bỏ chồng tôi vậy? Hoa ghé vào tai tôi và nói, anh Hiếu bảo ngủ với chị chán như cá chết vậy, nhạt nhẽo vô vị và không sướng tí nào cả. Tôi nắm chặt bàn tay lại, tôi muốn đấm vào mặt cô ta. Nhưng lúc đó mọi người đi ra khiến tôi phải kìm nén cơn giận dữ lại. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy đắc ý. Cô ta ỏng ẹo đi về phía Hiếu. Hiếu lái xe chở cô ta đi trước mặt tôi mà không thèm nói với tôi một lời. Vì quá tức giận nên tôi mất kiểm soát. Tôi vội lên xe và đi theo xe của cô ta và Hiếu. Lúc đó xe của đoàn làm phim đi trước rồi. Chỉ còn xe của tôi và xe của Hoa và Hiếu đi phía sau. Lúc dừng đèn đỏ, Hoa còn liếc mắt nhìn tôi cười mỉa mai nữa. Cô ta cố tình chọc tức tôi đây mà. Nhưng cô ta chọc giận nhầm người rồi. Tôi sẽ tặng cô ta một vài món quà đặc biệt ngay bây giờ thôi. Tôi đi chậm lại phía sau xe của Hoa và Hiếu và tôi vít ga lên đâm vào đít xe của họ dầm một phát. Xe của tôi móp đầu, còn xe của họ móp đuôi. Tầm này có hỏng xe thì tôi cũng chơi với họ tới cùng. Tôi phải cho họ thấy tôi sẵn sàng chết cùng họ. Dầm. Tôi lại đâm thêm một phát nữa. Hiếu và Hoa hoảng sợ, họ dừng xe lại và thò cổ ra ngoài nhìn tôi. Hiếu hét lên. Em bị điên rồi hả Quỳnh? Sao em lại đâm vào xe anh thế? Em muốn chết à? Tôi cũng hạ cửa kính và thò cổ ra trả lời. Anh yêu đừng có lo, em có chết cũng phải lôi anh chết cùng. Chúng ta vợ chồng sống chết có nhau phải không anh? Em bị điên rồi, mau tỉnh táo lại đi. Tôi nhếch mép cười và tiếp tục kéo ga đâm vào xe họ một phát nữa. Dầm. Biển xe của họ đã rơi xuống đất. Chồng tôi và Hoa sợ quá vội mở cửa và bỏ chạy ra ngoài. Khi Hoa vừa ra khỏi xe, cô ta cuống cuồng lên không kịp đóng cửa xe thì tôi kéo ga đâm thẳng vào cửa xe của cô ta, khiến cánh cửa hỏng và rụng rời từng mảnh nhỏ. Chồng tôi và Tiểu Tam thì chạy trốn khỏi hiện trường, chỉ còn một mình tôi ở lại với hai chiếc xe ô tô méo mó hư hỏng nặng. Mấy người ở gần đó đã báo cảnh sát, nên ngay sau đó tôi bị cảnh sát còng tay dẫn đi vì tội gây rối trật tự và phá hoại tài sản của người khác. Khi bị cảnh sát bắt, tôi không hề sợ hãi mà tôi thấy rất hả hê, bởi chồng tôi và Hoa đều là diễn viên nổi tiếng. Giờ chỉ cần chuyện bê bối tình cảm này lộ ra thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là hai người đó. Còn tôi thì chẳng sao cả, nên tôi vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đâm vỡ xe khiến xe ô tô của Hoa bị hỏng nặng, tôi nghĩ tôi sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền cho Hoa. Thế nhưng tôi ngồi chờ mãi mà không thấy mấy anh cảnh sát phạt tôi gì cả. Họ để tôi ngồi một mình, một lúc lâu ở đó không ai hỏi tôi cả. Tôi thấy hơi lạ, sao họ lại không lấy lời khai của tôi chứ? Họ bắt tôi về đây mà lại để tôi ngồi không thế này là sao? Khó hiểu thật. Vừa thấy anh cảnh sát đi vào, tôi liền nói, anh giải quyết việc cho tôi đi, để tôi còn đi về ạ. Anh cảnh sát nhẹ nhàng nói, vâng, chị chờ tôi một chút ạ. Tôi phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để nộp phạt vậy ạ? À, chị không bị phạt ạ. Chỉ cần chị ký vào giấy cam kết là sẽ không tái phạm nữa, là chị được về nhà ạ. Ủa, là sao? Dạ đây, chị đọc giấy cam kết rồi ký tên vào giúp em với ạ. Tôi thấy ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là tôi cố ý đâm vào xe của Hoa và khiến xe của cô ta hư hỏng nặng. Mà sau khi bị cảnh sát đưa đi, tôi cứ tưởng lần này tôi phải đền kha khá. Nếu không chạy tốt, có khi tôi còn dính vào tù tội. Thế mà giờ cảnh sát lại nói tôi không phải đền tiền mới lạ lùng chứ. Tôi còn không tin và hỏi lại anh cảnh sát. Anh vừa nói là em không phải đền tiền sao? Hay là em nghe nhầm nhỉ? Dạ chị không nghe nhầm đâu, chị không phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào cả. Chị ký tên vào giấy cam kết rồi đi về ạ. Anh làm tôi thấy hoang mang quá đấy. Sau những gì tôi gây ra mà tôi lại không phải bồi thường cho người ta sao? Anh có nhầm lẫn gì không đó? Không nhầm lẫn gì đâu chị, chị có thể về rồi ạ. Tôi chợt nhớ ra, tôi hỏi anh cảnh sát, có phải chồng tôi đã chạy tiền để lo chuyện này rồi đúng không? Chuyện này tôi không biết ạ. Tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên thôi. Giờ mời chị về cho ạ.
Anh không nói nhưng tôi cũng biết rồi, chắc chắn là chồng tôi và cô gái tên Hoa đó đã lo vụ này, vì họ là diễn viên nổi tiếng mà. Nếu để lộ ra thì người bị ảnh hưởng, bị mất mặt chính là họ mà. Tôi nói có đúng không? Chúng tôi không biết chuyện gì cả, vậy chị tự tìm hiểu thôi. Nói chuyện với anh cũng bằng thừa mà, tôi sẽ tự tìm hiểu chuyện này. Tôi bình thản đi về nhà, chồng tôi vẫn chưa về. Mẹ chồng tôi vừa thấy tôi về, bà đã đi ra và chửi ầm lên. Cô vừa gây họa rồi đúng không? Cô không biết suy nghĩ à? Cô muốn hại chồng cô sao? Mẹ lại bênh con trai mẹ rồi. Mẹ có bao giờ nghĩ tới con không hả mẹ? Con trai mẹ là con người, còn con dâu mẹ là con trâu con bò hay sao ạ? Mẹ chồng tôi nghiến răng chỉ trích tôi. Cô còn không bằng con trâu con bò ấy. Cái loại đàn bà vô ý thức, loại đàn bà khốn nạn. Hôm nay con trai tôi mà bị làm sao thì tôi giết cô đấy. Tôi thở dài rồi nói. Mẹ biết chuyện con đâm xe vào xe của chồng con và con đĩ giật chồng đó rồi sao? Mẹ biết lý do tại sao con lại phát điên lên và mất kiểm soát như vậy mà mẹ vẫn chửi con. Mẹ nói con không biết suy nghĩ, nhưng con thấy mẹ mới là người không biết suy nghĩ đó mẹ ạ. Cô im đi, thằng Hiếu với cái Hoa nó chỉ là bạn diễn thôi, chứ chúng nó có gì đâu mà cô cứ lồng lộn lên như con rổ thế hả? Hai người đó đang yêu nhau đó mẹ, chính Hoa nói với con đó. Hơn 3 tháng nay chồng con chả để ý hay động chạm gì tới con cả. Điều đó chứng tỏ chồng con đang có người phụ nữ khác đó mẹ. Vớ va vớ vẩn, cô suy nghĩ ấu trĩ vừa thôi. Tôi có nói thế nào thì mẹ chồng tôi vẫn bênh con trai chằm chằm. Vì ức chế quá tôi đã gào lên. Có người đàn ông nào mới cưới vợ chưa lâu mà đã bỏ bê vợ suốt mấy tháng liền như vậy không hả mẹ? Con người chứ sỏi đá đâu mà không có cảm xúc chứ. Và chính miệng Hoa đã thừa nhận, sao mẹ cứ bênh họ mù quáng như thế hả? Tôi nói không phải là không phải, cô đừng có cãi lời tôi nữa. Mau đi vào dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước đi. Tôi không còn gì để nói với mẹ chồng tôi nữa rồi. Tôi đi lên phòng đóng chặt cửa lại. Tôi bế tắc rồi, không lẽ tôi và Hiếu phải ly hôn thật sao? 11 giờ đêm chồng tôi về, nhìn anh rất mệt mỏi, tôi thở dài rồi nghĩ. Chắc vì anh ta sợ bị lộ chuyện tình cảm bê bối của anh ta đây mà. Chồng tôi về, anh để tờ giấy ly hôn ở trên bàn và nói. Cô ký đi, rồi đường ai nấy đi. Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Tôi nhìn tờ giấy ly hôn chua xót nói. Anh ngoại tình ở bên ngoài, rồi khi về nhà anh lại kêu mệt mỏi. Và anh muốn ly hôn với vợ, để tự do đi với nhân tình ư. Anh là kẻ khốn nạn Hiếu ạ. Cô ký đi và đừng nói gì thêm nữa. Bởi những việc cô gây ra ngày hôm nay còn khủng khiếp hơn cả việc tôi cặp bồ đấy. Tôi đã không thèm truy cứu rồi nên cô đừng có giả mồm nữa. Tất cả những việc tôi làm là vì anh mà. Nếu anh không bỏ mặc tôi, nếu anh quan tâm tôi và nếu cô ta không thách thức tôi và nói tôi là kẻ thất bại thì chắc chắn tôi đã không gây chuyện rồi, anh có hiểu không hả? Tôi không muốn đôi co với cô nữa, ký đi, nhanh lên. Tôi cầm bút và ký tên vào giấy ly hôn. Thế là hết rồi, một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mọi chuyện ra nông nỗi này là do chồng tôi có nhân tình hay là do tôi không biết cách giữ chồng, giữ hạnh phúc của mình để mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi ký tên vào giấy ly hôn xong, Hiếu cầm đơn ly hôn và rời khỏi nhà. Nhìn hạnh phúc của mình cứ xa dần mình, tôi đau lòng lắm nhưng tôi không thể giữ nổi nữa rồi. Vậy là hết thật rồi sao? Hiếu đi qua phòng khách thì gặp mẹ anh. Con lại đi đâu thế con trai? Muộn lắm rồi đấy. Mẹ ngủ đi, con đi rồi mấy hôm nữa con về ạ. Thế giấy gì đấy mẹ xem nào? Giấy ly hôn của con và Quỳnh mẹ ạ. Thế con quyết định ly hôn thật sao? Vâng ạ. Rồi bà hỏi nhỏ. Chuyện con cặp kè với cái Hoa là thật à con? Hiếu khẽ gật đầu nói. Vâng. Thế con xác định chắc chắn chưa? Ly hôn rồi khó có thể hàn gắn lại đó con. Con hiểu mà. Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi đây. Hiếu nhanh chóng rời khỏi nhà và đi tới nhà Hoa ở. Anh quyết định bỏ vợ để ở với nhân tình. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh Hoa. Ngày hôm sau, tôi quyết định dọn đồ ra phòng khám của mình ở. Vì tôi không muốn về bên nhà ngoại, tôi vẫn chưa sẵn sàng kể cho bố mẹ tôi nghe chuyện tôi ly hôn với Hiếu. Nên trong thời gian này tôi ra phòng khám ở là thích hợp nhất.
Thấy tôi dọn đồ, mẹ chồng tôi hỏi: cô đi đâu đấy? Con đã ký vào giấy ly hôn rồi, nên con dọn đi thôi mẹ. Cô mà dọn đi là không còn đường quay về đâu, nên cô suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi bật cười rồi nói: vừa tối qua mẹ còn chửi con như kẻ thù, vậy mà hôm nay mẹ lại nói vậy là sao ạ? Thì tôi cứ nói thế, cô xác định rõ ràng rồi hãy đi. Con đã cố níu giữ chồng con rồi, nhưng chính anh ấy là người muốn ly hôn còn hết cách rồi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, bà thở dài và đi về phòng tôi dọn đồ và đi thẳng tới phòng khám ở. Mấy ngày đầu tôi ở một mình ở phòng khám, tôi thấy chán nản vô cùng. Hết giờ làm mọi người đi về hết, chỉ còn một mình tôi thấy buồn và chán đời lắm. Tôi không biết phải làm sao để vơi đi những nỗi buồn đó. Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi chênh vênh nhất trong cuộc đời. Cuối cùng thì cũng tới ngày ra tòa ly hôn. Hôm đó tôi đã cố nhìn Hiếu thật lâu, vì đây là lần cuối tôi được nhìn anh ấy. Vì chúng tôi chưa có con chung nên mọi chuyện rất đơn giản. Và sau khi ly hôn xong, chúng tôi cũng không có lý do gì để gặp lại nhau nữa. Nhìn người đàn ông mà mình yêu thương rời xa mình, còn gì có thể đau xót hơn. Hoa đứng đợi đón Hiếu ở cổng, nhìn thấy tôi cô ta cười thỏa mãn. Chị thua đậm rồi chị Quỳnh ạ, anh ấy đã chọn tôi. Tôi thở dài rồi nói, đây không phải chuyện xem ai thắng ai thua. Cướp được chồng của người khác cô thấy thỏa mãn vậy à? Đúng thế, tôi rất thỏa mãn, tôi rất vui. Thôi được rồi, cô cứ cười đi, cô cứ thỏa mãn đi. Anh ấy bây giờ là của cô rồi. Tôi không có ý kiến gì cả, chỉ mong cô sau này hãy tốt với anh ấy một chút. Hoa chỉ cười nhạt và không nói gì. Nhìn chồng mình đi theo người phụ nữ khác đau lắm mọi người ạ. Tôi đau tới mức không khóc nổi nữa rồi. Vậy là kết thúc thật rồi. Từ bây giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi không thể để mọi người thấy tôi yếu đuối được. Trở về phòng khám, tôi tập trung vào công việc của mình và không nghĩ gì tới chuyện tình cảm nữa. Tôi tập trung làm việc kiếm tiền để vơi đi nỗi buồn về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi chăm chỉ làm việc, tôi làm ngày làm đêm nên thời gian trôi qua nhanh. Mới đó đã qua nửa năm kể từ ngày vợ chồng tôi ly hôn rồi. Vào ngày kỳ nghỉ lễ, tôi và nhóm bạn đi du lịch ở biển. Nhìn chúng bạn vui vẻ hạnh phúc bên chồng mà tôi thấy buồn lòng và tủi thân quá. Tôi nhớ lại ngày trước lúc tôi và Hiếu mới cưới, chúng tôi đã cùng đi du lịch với nhóm bạn như thế này. Ngày đó hội bạn còn khen chồng tôi đẹp trai nhất trong hội. Chúng tôi còn hẹn tới ngày này sang năm, chúng tôi sẽ đi biển chơi tiếp. Cuối cùng thì ngày này năm nay chồng tôi đã bỏ tôi rồi và tôi đi du lịch một mình cùng hội bạn. Năm nay hội bạn lại chúc tôi sớm tìm được người mới để tôi có đôi có cặp cho đỡ lẻ loi. Tôi cười ngoài mặt nhưng lệ đổ trong tim. Trong lúc hội bạn tắm biển thì tôi ngồi trên bờ uống nước, bởi vì chúng nó có đôi có cặp cả. Giờ một mình tôi ra đó tôi cảm thấy lạc lõng lắm. Tôi ngồi uống nước dừa và ăn mấy món ăn vặt ở bờ biển thì tôi nhìn thấy ở bên ghế bên kia Hoa đang ngồi uống nước cùng một người đàn ông lạ mặt. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy Hiếu chồng cũ của tôi đâu cả. Ủa, Hiếu và Hoa không đi du lịch cùng nhau sao? Và điều bất ngờ là họ ở cùng khách sạn với tôi. Họ ở tầng 3 còn tôi ở tầng 2. Tôi còn nhìn thấy họ khoác tay nhau tình cảm ở nhà ăn của khách sạn nữa. Xem ra lão chồng cũ của tôi bị cắm sừng rồi. Tưởng thế nào chứ hóa ra sau khi bỏ tôi thì lão ấy lại bị Hoa cắm cho một rổ sừng. Tôi đi phía sau Hoa thì thấy cô ta và người đàn ông đó mở cửa phòng rồi đi vào. Họ ở chung một phòng, như thế có nghĩa họ là một đôi rồi. Thế còn Hiếu chồng cũ của tôi thì sao nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra chụp vài kiểu họ tình tứ rồi mới đi về phòng. Tôi định không nói gì đâu, vì giờ tôi và Hiếu không còn liên quan gì cả, nên anh ta có sao thì mặc anh ta. Nhưng duyên số sắp đặt kiểu gì mà tôi và Hoa lại chạm mặt nhau ở bãi biển. Khi tôi đi dạo thì tôi gặp Hoa và người đàn ông đó ôm nhau rất tình tứ ngay trước mặt tôi, làm tôi thấy chướng mắt. Tôi mới hỏi, đây không phải là cô Hoa sao? Đúng là cô thật rồi. Nhìn thấy tôi, Hoa vội đẩy người đàn ông kia ra và nói,
Đúng là tôi đây, có việc gì sao? À, cũng không có gì to tát. Tôi chỉ thắc mắc là anh ta là bạn trai mới của cô à? Người đàn ông đó gật đầu. Đúng, tôi là bạn trai của Hoa đây. Có chuyện gì không ạ? À, thì ra là vậy. Thế cô bỏ chồng cũ của tôi rồi à? Anh ta mới bỏ rơi tôi để theo cô được mấy tháng mà cô đã đá đít anh ta rồi à? Xem ra anh ta bị quả báo hơi sớm đó. Hoa ấp úng như kiểu cô ta giấu bạn trai mới của mình vậy. Chị nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đâu quen chồng cũ của chị đâu. Chồng cũ của chị là ai? Tôi có biết đâu chứ. Chị nhầm lẫn rồi đấy. Tôi chẹp miệng rồi nói. Cô không dám thừa nhận à? Nhưng thôi không sao cả. Việc của cô và chồng cũ của tôi không còn bận tâm đâu. Nên giờ anh ta có mọc cả đống sừng trên đầu thì tôi cũng chả quan tâm. Nói xong tôi quay đi luôn. Ngoài mặt thì tôi nói không quan tâm tới chồng cũ, nhưng trong lòng tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Không biết dạo này chồng cũ của tôi thế nào rồi nhỉ? Hoa đi du lịch cùng người đàn ông khác, không lẽ họ đã chia tay rồi sao? Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Hiếu, nhưng sau đó nghĩ lại. Lại thôi, không gọi nữa. Việc riêng của người ta tôi đâu quan tâm làm gì chứ. Hết kỳ nghỉ lễ tôi trở về phòng khám và chăm chỉ làm việc. Thế nhưng tôi lại luôn nghĩ tới chồng cũ của mình. Tôi lại nhớ tới chuyện tôi gặp Hoa và bạn trai ở biển nơi đó. Suy nghĩ mấy hôm liền tôi thấy mình vẫn còn tình cảm với chồng cũ, nên tôi quyết định gọi điện cho anh ấy. Alo, anh Hiếu à, em Quỳnh đây. Ừ, có việc gì thế? À, em gọi để hỏi thăm anh thôi. Và em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Cũng được, hôm nay tôi cũng rảnh. Thế mình đi uống cà phê anh nhé, quán cũ anh nhé. Ok, 2 giờ chiều nhé. Vâng ạ. Từ lúc hẹn gặp chồng cũ, trái tim tôi lại thổn thức. Tôi đứng trước gương trang điểm thật đẹp và mặc chiếc váy trắng mà ngày trước Hiếu tặng tôi, rồi đi tới quán cà phê chờ Hiếu. Tôi đến quán cà phê từ rất sớm để chờ Hiếu. Quán cũ ngày xưa nhiều kỷ niệm mà tôi không thể quên được. Tôi nhớ lại ngày xưa khi tôi và Hiếu còn đang yêu nhau. Chúng tôi thường xuyên tới đây ngồi uống nước. Lần anh ấy cầu hôn tôi cũng tại đây. Những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về khiến tôi rơi nước mắt. Không biết anh ấy còn nhớ những kỷ niệm ngày đó không? Hay là anh đã quên hết rồi? Tôi ngồi ôm những kỷ niệm đó mà lòng buồn và khó tả vô cùng. Tới hơn 2 giờ, Hiếu tới gặp tôi, anh có vẻ ngại ngùng. Xin lỗi, anh tới muộn chút, em chờ anh lâu chưa? Dạ, em cũng mới tới thôi ạ. Gặp lại chồng cũ sau nửa năm, tôi thấy anh gầy và đen hơn nên tôi hỏi. Dạo này anh vất vả à? Sao trông anh gầy thế? Anh vẫn vậy mà, dạo này em khác quá Quỳnh ạ. Em có khác gì đâu ạ. Em xinh hơn trước Quỳnh ạ. Cảm ơn anh, em thấy em béo hơn ạ. Béo một chút mới đẹp em ạ. Tôi và Hiếu ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa và cùng cười vui vẻ. Ngày còn ở cùng nhau, chưa bao giờ chúng tôi được vui vẻ như thế. Giờ ly hôn rồi mới vui vẻ được là sao vậy nhỉ? Ngồi nói chuyện một lúc lâu, tôi mới nhớ lại chuyện tôi gặp Hoa đi du lịch cùng người đàn ông lạ nên tôi hỏi Hiếu. Anh Hiếu này, anh dạo này thế nào, còn yêu Hoa không ạ? Anh vẫn vậy, anh và Hoa cuối năm nay cưới em ạ. Vậy à, chúc mừng anh nhé. Ừ, cảm ơn em, còn em đã có bạn trai mới chưa? Em chưa, em vẫn một mình. Sao em không tìm bạn trai đi, một mình không buồn à? Em sợ hai mình còn buồn hơn một mình anh ạ. Em cứ nghĩ thế chứ, chắc chắn hai mình phải vui hơn một mình rồi. Em có chuyện này không biết có nên nói với anh không nữa. Em nói đi, có chuyện gì thế? Chuyện là hôm 30 tháng 4 vừa qua, em đi biển chơi với hội cái Ngân ấy. Hôm đó em gặp Hoa đi chơi cùng một người đàn ông lạ mặt anh ạ. Nghe tôi nói như vậy Hiếu sầm mặt lại. Em gặp Hoa đi chơi cùng bạn trai ở đó sao? Em có nhìn nhầm không? Hôm đó Hoa nói về quê ăn cỗ mà. Anh vẫn đi chụp hình nên không về cùng được mà. Em không nhìn nhầm đâu. Em còn chụp lại vài kiểu ảnh đây này. Tôi liền giở điện thoại ra cho Hiếu xem mấy tấm hình Hoa tỉnh tứ ôm trai lạ ở khách sạn lần trước. Lúc đó mặt Hiếu biến sắc, anh lẩm bẩm. Khốn kiếp, nó vẫn qua lại với thằng này sau lưng anh.
Ủa, như vậy là anh bị cắm sừng hả? Hiếu thật thà kể với tôi. Ừ, trước nó yêu anh rồi sau lưng anh lại qua lại với thằng này nữa. Anh biết chuyện anh nói thì nó bảo chấm dứt với thằng này rồi. Thế mà nó dám nói dối anh là về quê ăn cỗ để đi chơi với thằng này. Khốn kiếp thật đấy. Bảo sao hôm đó ở khách sạn, chính anh ta nói là bạn trai của Hoa họ tình tứ lắm. Tưởng anh thế nào, hóa ra sau khi bỏ rơi em, anh lại va phải một con đĩ à? Hiếu cay cú lắm, anh lập tức đi về. Chắc là đi tìm Hoa để nói chuyện rồi. Nhìn chồng cũ của mình vội vàng bước đi, tôi thoáng buồn lòng và có chút tiếc nuối. Tôi mạnh dạn lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng cũ. Anh à, nếu mệt mỏi quá thì về bên em thương anh. Hiếu đã đọc nhưng không trả lời. Chắc anh ấy đang cay cú chuyện bị Hoa cắm sừng. Anh ấy đi về rồi mà tôi vẫn ngồi đó một mình, gặm nhấm những kỷ niệm ngày xưa. Hiếu hủy lịch quay phim, anh không nói gì với Hoa cả. Anh âm thầm trở về chung cư nơi Hiếu và Hoa đang ở, để xem Hoa có ở nhà ngủ như lời Hoa nói không. Trong đầu Hiếu có linh cảm, Hoa dẫn trai lạ về nhà. Vì lúc sáng anh nói với Hoa là anh có lịch quay ở ngoài tỉnh lẻ, nên anh sẽ vắng nhà 3 hôm tới. Và anh nghĩ khi anh vắng nhà, Hoa sẽ dẫn trai về hú hí sau lưng anh. Hiếu bắt xe taxi về trên đường, anh nóng ruột lắm. Bởi anh biết người mà Hoa đang qua lại là Tân, là người mẫu, và sống ở gần khu chung cư mà anh và Hoa đang ở. Và khi anh vắng nhà chắc chắn họ sẽ qua lại với nhau sau lưng anh. Càng nghĩ Hiếu càng nóng ruột và khó chịu vô cùng. Về tới chung cư anh đứng ở ngoài cửa bấm chuông. Hoa đang tắm trong phòng, còn Tân mặc mỗi quần xịp và nằm ở ghế sofa nghe tiếng chuông cửa. Tân hỏi Hoa. Vợ ơi, vợ đặt xôi gà đúng không? Vâng ạ, chắc người giao hàng tới đó, anh ra mở cửa đi, tiền trong ví của em đó. Ok vợ. Tân cầm tiền rồi ra mở cửa. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Hiếu. Anh Hiếu. Hiếu nghiến răng nói. Thằng chó, sao mày dám tới đây hả? Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó chứ. Anh và Hoa chia tay rồi, sao anh còn tới đây tìm cô ấy hả? Tôi thấy phiền đấy. Hiếu nắm chặt bàn tay lại và nói. Mày nói gì? Tao và Hoa chia tay khi nào hả? Hoa nói với tôi là anh và cô ấy chia tay 3 tháng nay rồi. 3 tháng nay tôi và cô ấy yêu nhau mà, sao tự dưng anh lại tới đây hả? Đây là nhà tao. Tao và Hoa chưa chia tay, tao vừa mới đi vắng cái là Hoa đã dẫn mày về đây rồi. Cái lũ khốn nạn này, hôm nay chúng mày chết với tao. Hiếu vô cùng tức giận, anh lao vào đấm Tân. Tân cũng không phải dạng vừa, cậu ta đấm lại Hiếu, cả hai lao vào đấm nhau ngay ở cửa nhà. Hoa tắm xong, cô quấn khăn rồi đi ra hỏi. Chồng ơi, có chuyện gì mà ồn ào thế? Hiếu gắt lên. Còn đĩ, mày lừa tao suốt 3 tháng nay rồi, nay chúng mày chết với tao. Hoa mặt tái mét khi nhìn thấy Hiếu. Anh Hiếu, anh đang quay phim ở ngoài tỉnh cơ mà. Nếu tao không quay về thì để mày lại tiếp tục qua mặt tao à? Cút, cút hết cho tao. Sau khi đấm Tân chảy máu mũi, Hiếu lao vào túm tóc Hoa và đuổi Hoa và Tân ra khỏi chung cư. Hiếu vào nhà, anh mở tủ và lôi hết quần áo giày dép của Hoa ném ra ngoài. Hiếu cắn chặt răng để kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. Hiếu là người đàn ông có tính gia trưởng và truyền thống cổ hủ, nên anh ghét nhất những người đàn bà không chung thủy. Lần trước anh đã nhắm mắt cho qua rồi, vì anh mới ly hôn với vợ để đến với Hoa xong, mà lại bỏ Hoa luôn thì anh ngại với mọi người. Nên anh đã cố gắng cho qua, nhưng chỉ sau 1 tháng, Hoa lại tiếp tục cắm sừng anh, và anh bị cắm sừng 3 tháng nay mà anh không hề hay biết. Hoa cũng không hề luyến tiếc hay lụy tình. Cô và Tân nhanh chóng rời khỏi chung cư. Hiếu ngồi chơ chơ ra đó, nỗi nhục này khiến anh thấy hận bản thân mình. Từ hôm Hoa rời khỏi chung cư, Hiếu chán đời, anh bắt đầu uống rượu bê tha và bỏ bê công việc của mình. Người trong đoàn phim gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy, khiến đoàn phim phải gián đoạn vì anh. Nhưng hiện giờ anh đang chìm đắm trong men rượu, thì làm sao anh có thể quay phim được chứ? 1 tuần trôi qua kể từ hôm tôi gặp chồng cũ ở quán cà phê.
tôi cứ thấy mong nhớ chồng cũ của mình. Không biết anh ấy và Hoa sao rồi? Anh ấy có ổn không? Tôi luôn để chuông điện thoại như thế để chờ tin nhắn của ai đó. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, tôi nhìn điện thoại và thở dài. Mình muốn gặp anh ấy. Cuối cùng thì điều tôi mong ước cũng đã quay lại. Hiếu gọi điện cho tôi. Nhìn số anh ấy tôi vội vàng bắt máy ngay. Dạ em nghe. Giọng Hiếu lè nhè. Em đang làm gì thế? Em tới đây với anh được không? Dạ được, em tới ngay ạ. Tôi vội vàng thay quần áo và phi như bay tới nhà Hiếu. Tôi thấy vui lắm. Tôi mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Tôi tới chung cư nơi chồng cũ của mình đang ở. Đập vào mắt tôi là cảnh Hiếu say rượu nằm ở ghế sofa, tay vẫn còn cầm chai rượu. Rồi trên bàn và dưới sàn nhà, nào là quần áo, vỏ chai, rác đủ loại. Chắc cả tuần nay anh ấy không dọn nhà. Tôi vội lại chỗ Hiếu và hỏi. Anh Hiếu, sao anh uống nhiều vậy chứ? Hiếu mở mắt ra nhìn tôi, rồi anh lè nhè nói. Quỳnh tới rồi à, anh mệt quá em ạ. Trời ơi, anh uống nhiều thế, mệt là đúng rồi. Anh ngồi chờ em chút nhé, em xuống tầng 1 mua đồ cho nha. Tôi vội vàng đi xuống tầng 1 mua chanh để pha nước cho Hiếu uống để giã rượu. Rồi khi Hiếu nằm ngủ rồi, tôi bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp cái đống bừa bộn trên sàn nhà. Tôi dọn dẹp sạch sẽ và giặt giũ phơi quần áo cho Hiếu. Như một người vợ thật sự vậy, tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại làm thế nữa. Phải chăng tôi vẫn còn tình cảm với Hiếu và mong ngày tái hợp cùng anh. Tôi lau dọn xong cũng đã 10 giờ tối. Tôi lại gần chỗ Hiếu nằm ngủ và nhìn anh ấy một lúc. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người ấy, mà sao tôi thấy buồn lòng khó tả lắm. Tôi ngồi nhìn Hiếu thêm một lúc rồi khẽ nói. Anh ngủ ngon, em về đây. Khi tôi đứng dậy để đi về, thì bất ngờ Hiếu nắm tay tôi lại. Em đừng về, em ở lại đây với anh đi. Anh tỉnh giấc từ khi nào thế ạ? Anh tỉnh từ lúc em ngồi nhìn anh đó. Sao thế, mặt anh dính gì mà em nhìn anh vậy? À, lâu không gặp nên em nhìn anh một chút ạ. Em nhìn anh nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, nhớ anh à? Chuyện đó, nhớ anh thì nói nhớ anh, đừng ngại. Tôi chưa biết phải nói gì, thì Hiếu kéo tôi nằm xuống cạnh anh khiến tim tôi đập loạn xạ hết cả lên. Anh làm gì vậy, buông em ra em còn đi về. Hiếu ghé sát mặt anh vào mặt tôi và nói. Vợ à, ở lại đây với anh đêm nay đi. Đấy, chỉ cần một câu nói của Hiếu thôi là tôi đã vứt hết liêm sỉ đi rồi. Tôi ngây người ra nhìn anh. Rồi bất chợt chúng tôi lao vào nhau và hôn nhau cuồng nhiệt. Sau nụ hôn nồng cháy, tôi và Hiếu ôm nhau rồi đi vào trong phòng ngủ, lột tung quần áo của nhau và cuồng nhiệt ân ái. Thế là sau hơn nửa năm tôi thiếu vắng hơi đàn ông, thì ngày hôm nay tôi được hòa vào vòng xoáy cuồng nhiệt của tình dục thỏa mãn khao khát trong tôi bấy lâu nay. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm khát khao trong con người Hiếu. Cả hai chúng tôi như có ngọn lửa bùng cháy lên mạnh mẽ. Đêm đó tôi vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Tôi nằm im trong vòng tay Hiếu. Chính vì quá hạnh phúc mà tôi quên luôn uống thuốc tránh thai. Và cuộc đời tôi sắp bước sang một trang mới. Tôi và Hiếu đã quyết định quay lại với nhau. Vì lúc này chúng tôi đã phát hiện ra cả hai chúng tôi không thể sống thiếu nhau được. Thế là tôi lại bất chấp tất cả để chạy về bên anh. Hiếu đưa tôi về phòng khám lấy quần áo đồ đạc và đón tôi tới chung cư ở với anh. Thời gian này tôi đang ngập tràn trong hạnh phúc. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè người thân. Tôi chả quan tâm ai nói gì cả. Miễn sao tôi được ở bên Hiếu và cảm thấy hạnh phúc là được. Hiếu bắt đầu đi quay phim trở lại. Tôi ở nhà cơm nước dọn dẹp chờ chồng yêu về. Đợt này khi phòng khám có ca bệnh nghiêm trọng thì tôi mới tới thôi. Còn bình thường tôi để cho nhân viên làm hết. Tôi ở nhà chăm chồng chăm lo cho tổ ấm của mình. Hôm nay Hiếu đi quay phim. Tôi ở nhà nằm chờ chồng về. Tôi đang nằm lướt điện thoại thì có chuông cửa. Ủa, ai vậy nhỉ? Tôi ra mở cửa và khá là bất ngờ khi thấy Hoa. Cô ta tới tìm Hiếu. Tôi nóng hết cả người. Tôi vênh mặt lên hỏi. Cô tới đây có chuyện gì?
Hoa cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Chị Quỳnh, sao chị lại ở đây ạ? Anh Hiếu đâu rồi? Tôi và anh Hiếu đã quay về bên nhau rồi đấy. Cô mà còn lảng vảng ở bên cạnh tôi là tôi chém chết đấy. Cô nghe cho rõ nhé. Mặt Hoa sầm lại, cô ta ấp úng. Không thể nào, chị lừa tôi đúng không? Tôi lừa cô làm gì hả? Giờ thì cô biến đi, đừng để tôi phải điên lên. Tôi cảnh cáo Hoa và nhấn mạnh cho Hoa biết rằng cô ta không còn cửa mà lảng vảng bên chồng tôi nữa. Để cô ta biết thân biết phận của mình, tôi sẵn sàng chiến đấu tới cùng nếu tôi phát hiện cô ta lảng vảng bên cạnh chồng tôi. Sau một tháng quay lại với chồng cũ thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, ngay lập tức tôi gọi điện thông báo cho chồng tôi. Anh cũng bất ngờ lắm, anh nói hôm nay anh sẽ về sớm với tôi. Tối hôm nay sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng tôi lên giường nằm ôm nhau và hàn huyên tâm sự. Cả tôi và Hiếu đều bất ngờ và hạnh phúc khi biết chúng tôi sắp có con. Hiếu ôm chặt tôi và nói, Quỳnh à, anh xin lỗi em vì bấy lâu nay anh đã làm khổ em. Nhưng anh hứa từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp cho em và con tất cả. Dạ, anh đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Mọi chuyện đã qua cả rồi ạ. Em yêu anh nhiều lắm anh ạ. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh thề đấy. Dạ vâng ạ. Rồi Hiếu thở dài và anh tự trách bản thân mình. Giờ nằm nhớ lại những chuyện anh đã gây ra cho em, anh thấy ân hận lắm vợ ạ. Ngày đó anh thật hồ đồ vợ nhỉ. Anh sai rồi, ngàn lần xin lỗi em. Tôi thấy Hiếu cứ áy náy mãi về những chuyện đã qua đó, nên tôi đã lỡ mồm nói ra chuyện ngày trước. Vì quá chán đời nên tôi đã đi tìm tình một đêm với trai lạ cho Hiếu nghe. Anh đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa nhé. Em cũng từng phạm sai lầm mà anh. Ngày trước khi anh lạnh nhạt với em, bỏ bê em, và em chán đời em đã đi tìm tình một đêm để thỏa mãn dục vọng, nhưng vẫn không thể thỏa mãn anh ạ. Nghe tôi nói như vậy, mặt Hiếu sầm lại, anh cau mày nhìn tôi. Em đã đi tìm tình một đêm sao? Vâng ạ. Vòng tay Hiếu đang ôm chặt lấy tôi, anh liền buông ra. Anh đẩy tôi ra và anh ngồi dậy. Anh à, anh đi đâu thế? Hiếu không trả lời, anh đi ra phòng khách ngồi hút thuốc một mình. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu? Và tại sao anh lại thái độ như thế? Chồng tôi ra ngoài phòng khách ngồi hút thuốc, mãi không thấy vào mà tôi lại buồn ngủ. Chả hiểu tại sao từ lúc mang thai tôi lại hay buồn ngủ như thế. Tôi có thể ngủ từ sáng cho tới chiều tối mà không cần dậy ăn cơm. Không lẽ tôi ngán ngủ rồi? Đến khi tôi mở mắt ra thì đã 8 giờ sáng. Tôi nhìn sang bên cạnh không thấy chồng tôi đâu cả. Anh ấy đi đâu mà sao không thấy nói gì với tôi? Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi mấy cuộc liền mà không thấy ai trả lời cả. Tôi tìm số của chị quản lý của chồng tôi để gọi, thì chị ấy nói chồng tôi đang quay phim rồi. Lạ thật, anh ấy đi làm mà không thấy nói gì với tôi cả. Tôi thoáng buồn lòng. Anh ấy sao vậy nhỉ? Tôi bắt đầu nhớ ra những lời nói tối qua tôi nói với anh. Chết rồi, không lẽ anh giận chuyện tôi đi tìm tình một đêm thật sao? Anh ấy giận tôi nên sáng nay anh ấy đi làm, anh ấy không thèm nói với tôi một câu nào. Tôi phải làm sao bây giờ? Tới trưa tôi biết giờ này anh đang nghỉ trưa, nên tôi gọi điện cho anh ấy để hỏi xem anh ấy ăn uống gì chưa. Nhưng vẫn như lúc sáng, tôi gọi mấy cuộc liền anh ấy không trả lời, thậm chí anh còn tắt luôn. Tôi lo lắng lắm, tôi không biết anh giận tôi vì chuyện ngày đó tôi tìm tình một đêm, hay là anh giận tôi chuyện gì khác vì anh không nói, nên tôi không biết là tại sao cả. Cả ngày anh không nghe máy cũng không nhắn tin cho tôi, khiến tôi lo lắng bất an mãi. Tôi lại chờ tới tối để chồng tôi về, nhưng chồng tôi không về. Tôi gọi điện cho anh lần này thì tôi gọi tới lần thứ ba thì anh nghe máy. Alo. Anh ơi, sao cả ngày hôm nay em gọi anh không nghe máy thế ạ? Anh bận. Dạ không gọi được cho anh, em lo quá. Thế anh sắp về chưa ạ? Nay không về. Anh không về à? Ừ. Rồi anh tắt máy tút tút luôn. Anh cũng không thèm hỏi tôi câu nào. Anh lạnh lùng tắt máy khi chúng tôi đang nói chuyện như thế. Tôi thấy buồn lắm, tôi đang mang thai.
Mà sao anh ấy không hỏi han quan tâm tôi một câu như vậy chứ? Tôi gọi lại cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe. Trong lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ và cả đêm đó tôi không ngủ được. Tôi không thể chợp mắt một phút nào luôn. Tôi nằm trằn trọc chờ tới khi trời sáng để tôi đi tới trường quay gặp chồng tôi. Vì cả đêm không ngủ được nên người mệt mỏi nên tôi đi taxi. Sau một tiếng ngồi trên xe thì tôi đã có mặt ở trường quay. Lúc đó chồng tôi đang rảnh, anh ngồi chơi nhưng lại không để ý gì tới vợ cả. Tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của anh ấy còn nhiều hơn cả ngày trước. Tôi lại gần anh ấy và nhẹ nhàng nói: "Chồng ăn sáng chưa ạ?" "Em tới đây làm gì?" "Vợ chồng mình nói chuyện một lát nhé." "Anh bận rồi, để sau nói đi." "Em đã tới tận đây rồi, mình nói chuyện một lát thôi ạ." Chồng tôi thở dài tỏ rõ sự thất vọng. "Nói nhanh lên." Tôi liền nắm tay chồng và nói: "Anh giận em đấy à? Chuyện ngày đó em đi tìm tình một đêm ấy." "Nói nhanh đi." "Anh à, em xin lỗi anh. Em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em anh nhé." Hiếu thở dài rồi nói: "Anh rất thất vọng về em. Anh không nghĩ em lại là người như thế. Em sống buông thả bản thân như thế, em không thấy mình hư hỏng à? Tại lúc đó anh bỏ rơi em đi theo người khác nên em buồn chán quá. Em đi uống rượu và không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em xin lỗi." "Giờ chuyện đó đã xảy ra rồi. Em xin lỗi cũng vô ích thôi Quỳnh ạ. Giờ em về đi, sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau." Tôi uất nghẹn, nước mắt cứ chảy ra. "Sao anh có thể lạnh lùng vô tâm với em như vậy? Anh có thể phản bội em đi theo người khác được, còn em thì không sao. Anh lừa dối em bao nhiêu ngày tháng em cũng tha thứ cho anh tất cả. Vậy mà em chỉ mắc sai lầm một lần duy nhất anh cũng nhất quyết không bỏ qua cho em. Như vậy là không công bằng với em. Em nên nhớ, đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, ra ngoài chả thằng nào là không gái gú cả. Nhưng người phụ nữ đã có chồng thì không được phép ngoại tình. Đã là vợ thì phải một lòng chung thủy với chồng và gia đình chồng, em hiểu chưa?" "Một lòng chung thủy với chồng ngay cả khi chồng của mình phản bội mình và tìm đủ mọi cách để ly hôn với mình sao?" "Tùy em nghĩ. Anh là một thằng tồi tệ Hiếu ạ." "Em cũng chả khác gì anh đâu. Tại sao em có thể ngủ với một thằng đàn ông lạ mặt được nhỉ? Em thèm tới mức đó sao?" "Anh câm mồm đi, tôi không còn gì để nói với anh nữa." "Sự thật vẫn mãi là sự thật. Em sẵn sàng nằm ngửa cho thằng khác thì em cũng chả tốt đẹp gì đâu. Anh cút khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại một thằng tồi như anh nữa." "Tùy em thôi. Tôi sẽ tự nuôi con, anh không xứng đáng làm bố của con tôi đâu." Hiếu chẹp miệng rồi nói: "Chắc gì đứa bé là con của tôi đâu, nên tôi cũng không quan tâm đâu." Vì quá uất ức nên tôi đã tát cho Hiếu một phát vào mặt bốp một phát. "Đồ khốn nạn, tôi hận anh." Sau màn cãi nhau kịch liệt với Hiếu, tôi lững thững đi bộ trên đường về. Nhiều xe taxi chạy ngang qua, họ dừng lại hỏi tôi đi đâu. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, tôi muốn lang thang một mình. Lúc này tâm trạng tôi không tốt nên tôi không muốn gặp ai cả. Những lời Hiếu nói đã giết chết trái tim của tôi rồi. Anh ấy có thể ngoại tình rất nhiều lần. Anh ấy có thể đối xử tệ với tôi, nhưng tôi lại không được phép làm thế với anh ấy. Tại sao lại bất công như vậy? Từ lúc biết tôi từng đi tìm tình một đêm, anh ấy đã trở thành một con người khác. Anh ấy bỏ mặc tôi mặc dù anh ấy biết tôi đang mang thai. Anh ấy xúc phạm tôi, kinh bỉ tôi và nói tôi là kẻ phản bội, kẻ không ra gì. Nhưng anh ấy lại không thừa nhận mình là người gây ra. Tôi uất ức, tôi căm hận bản thân mình vì đã luôn mong nhớ anh ấy và cho anh ấy một cơ hội để quay lại hàn gắn. Để tới bây giờ sau hơn một tháng vui vẻ bên nhau, anh lại bỏ rơi tôi. Lần này nỗi đau nhân đôi vì tôi đang mang thai đứa con của anh ấy. Tôi cứ tưởng khi quay lại, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau và niềm hạnh phúc nhân đôi khi chúng tôi có con. Vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Tôi vừa đi vừa khóc, chua xót cho số phận của mình. Tôi khóc nhiều đến mức mắt sưng húp lại vì tôi đang mang thai nên khi đi bộ quá lâu tôi bị đau bụng. Tôi vô cùng lo lắng và bắt taxi trở về phòng khám. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được kết quả cay đắng. Tôi và Hiếu lại đường ai nấy đi sau hơn một tháng quay lại với nhau.
Cũng may lần này chúng tôi chỉ dọn về ở chung thôi, nên dọn đi cũng nhanh và không có gì ràng buộc nhau cả. Lần này quay lại tôi được lời đứa con trong bụng, nên tôi dẹp hết những tiêu cực đi để dưỡng thai thật tốt. Tôi sẽ tự nuôi con và nuôi dạy con lên người. Trải qua những lần phản bội, tôi không còn hứng thú với đàn ông nữa. Lúc này con và công việc là những điều tôi quan tâm nhất. Còn những chuyện khác có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Ngoại tình cùng bạn diễn của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.